Các bác thân mến, đối với dòng loa JBL4312MK2 dòng Control Monitor thì bên cửa hàng của chúng em cũng đã giới thiệu và test âm với rất nhiều các dòng âm ly khác nhau. Các bác cũng đã được tham khảo ở những video clip lần trước do bên cửa hàng của chúng em thực hiện. Còn ở video clip lần này em sử dụng một chiếc âm ly có mức giá rất là bình dân để kết hợp cùng với cặp loa JBL4312MK2 dòng Control Monitor này để giới thiệu và test âm gửi đến các bác để các bác có thể tham khảo nghiên cứu. Và nếu như bác nào có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép thì xin vui lòng liên hệ với bên cửa hàng của chúng em qua số điện thoại hiển thị trên tấm biển xanh. Nói về cặp loa JBL4312MK2 dòng Control Monitor thì các bác đều đã biết rồi, đây là dòng modem rất là thành danh, không những hay về chất âm mà nó còn đẹp cả về hình thức. Các bác thấy nó sử dụng một cái loa bát có đường kính là 30 cm, nó sử dụng màng giấy màu trắng gân xếp vải tầm dầu, một loa chung giấy và một loa chép titan, sử dụng hai vi tinh chỉnh và lỗ thông hơi được bố trí nằm ở phía trước. Các bác thấy điểm nhấn của nó ở mặt trước, nó sử dụng mặt màu xanh nước biển nhìn rất là đẹp. Cặp loa có chiều cao vào khoảng 60, ngang vào khoảng 36 và sâu vào khoảng 30, và mỗi một chiếc loa có trọng lượng vào khoảng 20 kg. Nó có trở kháng là 6 ohm và độ nhạy là 93 dB, có công suất là 100W trên một loa. Cặp loa với tình trạng đẹp gì thì có mức giá là 26 triệu đồng. Sản phẩm thứ hai thì các bác thấy đó chính là chiếc đầu CD Marzahn 94. Đây là chiếc đầu CD sử dụng chip TDA1541, một trong số những con chip rất là nổi tiếng, được giới chơi audio đánh giá rất cao về cái sử dụng con chip này, đem đến chất lượng âm thanh rất là hay, và chiếc đầu này có mức giá rất là yêu thương. Ở phía dưới thì các bác thấy đó chính là chiếc âm ly đến từ thương hiệu Marzahn, đó là dòng model PM84. Đây là chiếc âm ly có mức giá bình dân, tuy nhiên nó có rất nhiều những cái ưu điểm. Thứ nhất, nó có công suất tiêu thụ điện lên tới là 290W. Và cái ưu điểm thứ hai thì các bác thấy nó sử dụng chế độ Class A và Class AB. Đối với những dòng loa có trở kháng là 8 ohm, ở chế độ Class A là 30W trên một kênh, còn đối với chế độ Class AB là 120W trên một kênh. Còn đối với những dòng loa có trở kháng là 4 ohm, ở chế độ Class AB là 190W trên một kênh. Hai bên nó sử dụng hai cái ma gỗ nhìn rất là sang, và chiếc âm ly này thì nó đem đến chất lượng âm thanh rất là tuyệt vời, và nó lại dễ dàng phối ghép với rất nhiều các dòng loa khác nhau, những dòng loa của JBL này, những dòng loa của Tannoy, Pioneer rồi là Calip vân vân, đem đến âm thanh của nó rất là mềm dẻo, nghe âm thanh rất là ngọt ngào chi tiết. Và chiếc âm ly này có mức giá là 8.500.000 đồng. Các bác thấy em sử dụng một chiếc âm ly có mức giá dưới 10 triệu đồng để kết hợp cùng với cặp loa JBL4312MK2 dòng Control Monitor này để giới thiệu và test âm gửi đến các bác ở bộ cấu hình này để các bác có thể tham khảo nghiên cứu. Và sau đây thì xin em sẽ đi vào test âm, xin mời các bác cùng vào nghe và thưởng thức chất âm trên bộ cấu hình này. Dòng đời trôi, dần trôi, nắng mưa đã thay mây mùa. Nhìn bàn tay già nua, ước mơ khi nào cho vừa. Cuộc đời như cơn gió thoáng đi qua trong đời. Ta với anh mỗi người một nơi, gặp lại nhau giờ đây tóc đã phai theo tháng ngày. Ngoài trời mưa buồn than khóc cho môi duyên bé bàng. Cuộc đời như con nước vẫn vương bao ưu phiền, thôi cứ trôi theo dòng triền miên. Dẫu sao có mấy gần nhau, nghèo ta mãi ngóng trong một đời dãi dầu. Hàng cây này thay lá, nắng thu này thay bóng, con nước xưa cũng thay đổi dầu. Rồi thời gian dần qua, trái tim ta này đã già, gọi tên nhau lòng đau, ái ân xưa giờ phai nhòa. Đành nhìn nhau quay bước, nhớ thương trong ngậm ngùi. Ta với anh hai dòng ngược xuôi,
gặp lại nhau. Giờ đây tóc đã phai theo tháng ngày, ngoài trời mưa buồn than khóc cho mối duyên bẽ bàng. Cuộc đời như con nước vẫn vương bao ưu phiền, thôi cứ trôi theo dòng triền miên. Sao sáng có mấy khi được gần nhau, nếu ta mãi ngóng trong một đời dài dầu. Hàng cây này thay lá, nắng thu này thay bóng, con nước xưa cũng thay đổi dòng. Rồi thời gian dần qua, trái tim ta này đã già, gọi tên nhau lòng đau, ái ân xưa giờ phai nhòa. Như vậy thì các bác cũng đã vừa được thưởng thức một đoạn nhạc acoustic rất là tuyệt vời trên bộ cấu hình này rồi. Các bác thấy với mức giá 8.500.000 đồng mà nó đánh với cặp loa JBL 4312 MK2 dòng Canon Monitor như thế này rất là tuyệt vời. Và cặp loa này thì các bác nhớ nhé, nó có mức giá là 26.000 đồng. Với tình trạng của nó thì các bác thấy em cũng đã quay rất là cụ thể, các bác thấy được cái độ đẹp của cặp loa này rồi. Mặt mũi của nó còn là xanh biếc luôn, màng loa bát các bác thấy còn rất là đẹp. Và sau đây thì em sẽ tạm dừng video clip này ở đây. Các bác nghe thấy âm thanh của nó rất là mềm mại nhé, nghe rất là ngọt. Và cuối cùng các bác nhớ, các bác có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép thì các bác vui lòng liên hệ với bên cửa hàng của chúng em qua số điện thoại hiển thị trên tấm biển xanh.